Mình mới cuốc được một con giun này các bạn. Mình móc vô cái lưỡi như thế này nha. Mình lóc móc ngang qua cái đầu của nó. Đó, không cần phải luồn lách gì đâu. Móc ngang qua như vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ đi câu cá nè các bạn. Ngồi đây canh canh nha các bạn. Dưới đây cá chê to nhiều lắm. Xem dính được con hàng nào to không nhá. Mày gì hả? Rồi dính rồi các bạn. Ui ui, cái gì kìa. Wow. Phê thế. lên rồi các bạn. Canh mấy ngày mới câu được các bạn, không phải dễ đâu nha. Mày gì hả? Cá chê to quá các bạn. Ui da. Cái bờ cao quá các bạn, khó rồi nha. Khó mang lên rồi đấy. Cái bờ cao quá. Không biết cái dây mình có chịu nổi con cá này không? Mình kéo bổng nó lên á. Cầu cho nó đuối đuối hận đi nha các bạn. Chứ không nhấc nó lên là hả, nó dãy cái mạnh cái đứt dây mất phí lắm. Chạy đi, mày chạy đâu? Mày mấy bữa nay cho canh me mày. Biết rồi. Mãi cũng phải có được món cá kho chứ. Đây rồi, nó ngửa đầu lên rồi các bạn. Đuối rồi, đuối lắm rồi. Ây à. Chưa. Mày hả, mày lì hả. Rồi, để mình ra mình với cái dây nhá. Mình cầm cái dây. Cầm cái dây đâu rồi. Đây rồi, cái dây nó luồn dưới cái ống, không thấy được. Đây rồi, mình cầm cái dây mình kéo lên nha các bạn. Bờ cao quá, nhấc bổng sợ nó đứt dây. Mình tựa vào cái bờ á, cho nó đỡ. Lên nào. Rồi lên rồi các bạn. Wow, con này quá đã rồi các bạn. Từ cẩn thận. Đây vẫn còn chưa an toàn lắm đâu. Cho lên thẳng trên đây đi. Nhìn gì mày? Biết gì đấy không? Ấy, đây là con cá chê. Ngon rồi. Ù, đất đỏ vừa mới chạm xuống đất cái là đỏ hết người rồi nè. Ý, con này đã không các bạn, con này khó ăn thôi rồi. Một gan nè, hai gan, hơn hai gan nè. Vậy là phải con này phải 50 xăng rồi các bạn. Bằng cái cây thước hồi đi học ấy. Thước thầy cô á, đấy. Đã không các bạn. Đấy là có món cá rồi nha. Rồi, để đây. Bị có bộ cỡ rồi, ok các bạn. Cái hồ thế này vẫn lên hàng ngon lành thấy không. Này, cho xuống cắm luôn. Ok các bạn cho thôi nhá. Mình đi làm cá đây. Hình quá. Cái hồ bạt. Đây hồ bạt nha. Trên núi á, không có mặt nước đâu nên là phải làm cái hồ bạt nó mới trữ nước được. Cho cưới mấy lần rồi nên là nó cạn nước đi nhiều rồi nha. Ok. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký video like cho mình nhé. Đó. Để lần sau mình câu tiếp xem dưới đây còn có dính thủy quái gì nhé. Đó, hồ này vậy chứ to lắm các bạn. Cỡ 10 nhân 11 gì đó. Đó, là phải cả 100 m² ấy, không ít đâu. Rồi. Dưới đây thấy lá không? Lá cây đồ nè. Cá chấm, cá chép, cá rô đồ nó ăn đấy ạ. Nó ăn mấy cái lá này nè, lá cơi cả hết. Nên dưới đây cũng còn nhiều cá to lắm, cá chê còn mấy con mấy ký nữa. Con này là thuộc dạng là vừa vừa thôi, nhưng mà cũng ngon rồi. Cũng khó câu lắm nha, cá đây nó khôn lắm. Mình chỉ cần mình đi ra hồ mình đạp vô cái bạt này là nó nghe tiếng chân, nghĩa là nó lặn hết. Nó lặn nó xì tâm như thế này nè. Đó các bạn thấy không? Ghê chưa? Đó, nó lặn xuống nước nó xì tâm lên. Đó. Nhiều thủy quái dưới đây lắm nè. Ok các bạn ơi. Để video tiếp theo mình săn tiếp.
mình lên đây mình ngồi nhé. Để cần đây nhé các bạn, cần mỏi tay lắm, cái cần này nó nặng quá. Đây mình thiết kế cái này, cái bì bóng mình để cái hòn đá vô á, đó. Mình đuốc vô không mà mình cho cái cần luồn vô thế này, đó, thế là cứng ngắc luôn. Cá anh cũng không lôi đi nổi cái cần đâu nha. Để canh me xem dính cá gì nó ăn nó lôi đi luôn nha. Đợi lâu phết mà không ăn nhỉ. Con giun ngon thế, cá chê thấy là nó đớp liền nữa. Cái ao này mà rớt xuống mà không biết bơi là ngọn củ cỏi liền nha các bạn. Nhìn nè, nó dốc như thế này mà dưới nó sâu nữa chứ. Một phát là trượt xuống dưới luôn á. Có mấy cái ống nước thò xuống dưới đây nè. Có gì biết bơi còn nắm ống nước đi lên được, kéo lên được. Không có mấy cái ống nước này là khó lên lắm. Cổng phát xuống ao là xong luôn. Ráng chờ vậy nha, chờ xem cá ăn mình giật phát mình cho lên đầu video dòng cá luôn, vô là coi dòng cá luôn cho nó phê. Cái bờ ao nó dốc thiệt chứ, cái máy múc hồi xưa nó múc mà nó múc muốn đứng luôn á, dốc đứng luôn á. Hơi lâu không phải dễ nha các bạn.